Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh ẩm thực đa sắc màu. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái món ăn rất là thông dụng. Món ăn này thì có rất là nhiều kiểu làm, nhiều cách làm khác nhau ở mỗi vùng miền. Hôm nay mình sẽ làm cái món này theo cái khẩu vị chung của miền Bắc. Món này cũng được nhiều người áp dụng vào trong những cái bữa tiệc. Món này cũng na ná như kiểu của bò kho. Bò kho thì nó có cái gói gia vị riêng của bò kho nữa. Bây giờ mình sẽ giới thiệu qua cái nguyên liệu để làm cái món bò sốt vang này. Và chi tiết định lượng cụ thể thì mình sẽ ghi ở trên màn hình cuối video để các bạn tiện theo dõi. Đầu tiên chúng ta sẽ có 1 kg rẻ sườn bò. Các bạn mua rẻ sườn bò về ngâm vào trong nước lã với một chút muối loãng khoảng tầm 2 tiếng để cho ra hết máu đi. Sau bắt đầu mình mới cắt và sơ chế. Các nguyên liệu còn lại chúng ta sẽ có hành tây, hành lá, cà rốt, khoai tây, mùi tàu và mùi ta mình đã cắt nhỏ, nước mắm, gừng, tỏi, hành tím, cà chua, bột năng, mì chính, sả tươi, hoa hồi, quế chi, rượu mai quế lộ. Món này phải có cái rượu vang đỏ của Đà Lạt, nấu nó mới đẹp lên màu và nó có vị thơm. Nhưng mà mình không có cái rượu vang thì mình dùng cái rượu mai quế lộ cũng được các bạn nhé. Mai quế lộ này thì mình cũng đã làm video và chia sẻ trong kênh của mình rồi, các bạn xem lại. Và mình sẽ để đường link dưới phần mô tả để các bạn tiện theo dõi. Không có rượu vang Đà Lạt, không có rượu mai quế lộ thì các bạn có thể dùng cái rượu gạo, gừng đập dập, hạt tiêu, hạt nêm, đường kính trắng. Bây giờ mời các bạn cùng bắt tay thực hiện cái món bò sốt vang này với mình. Bước đầu tiên mình sẽ cắt cái rẻ sườn bò thành miếng quân cơ vừa ăn. Tiếp theo mình sẽ đem cái cắt củ quả. Các bạn có thể dùng cái chắn sóng để chắn cho nó đẹp hoặc là cắt bình thường cũng được. Cái khoai tây nó rất là hao nên là các bạn có thể cắt lớn lên một chút, không cần phải cắt nhỏ. Phần mùi ta và mùi tàu mình đã cắt trước đó rồi, bây giờ mình chỉ cắt cái hành lá và hành tây này ra nữa là được. Các bạn cắt mini như này. Tỏi củ các bạn đập dập băm nhuyễn cho mình. Hành tím đập dập băm nhuyễn. Gừng cũng đập dập băm nhuyễn. Chả các bạn đập dập cho mình. Bây giờ đến cái bước khử thịt bò, các bạn bắc cho mình một chảo nước sôi. Các bạn cho vào đây là một chút rượu mai quế lộ. Gừng đập dập các bạn cho vào đây luôn, ít hạt muối. Khi mà nước đã sôi, cái gừng đã tiết ra cái mùi thơm thì mình có thể cho thịt bò vào đây mình trần qua. Mình làm như này để loại bỏ chất bẩn, chất dơ thịt bò đi. Thứ hai là làm cho thịt bò nó không bị tanh và không bị hôi. Mình cứ để cái thịt bò đây để trần một lúc. Mình sẽ quay qua mình đi rang cái hoa hồi các bạn nhé. Mình sẽ cho hoa hồi và quế chi vào đây. Nếu như các bạn không mua nguyên liệu thuốc bắc này thì các bạn có thể dùng bột ngũ vị hương thay vào. Rồi, khi nguyên liệu thuốc bắc đã thơm thì mình tắt bếp đi. Các bạn cho nước vào chảo đun sôi, cho vào đây một chút muối, sẽ khử của cà chua ra làm tư. Mình sẽ cho vào đây mình luộc qua. Khi thịt bò đã sôi được tầm khoảng 2 đến 3 phút thì mình sẽ tắt bếp và mình đem thịt bò đi rửa sạch các bạn nhé. Cà chua đã luộc xong thì mình sẽ bóc cái vỏ này mình bỏ đây các bạn nhé. Tiếp theo mình sẽ bật bếp làm nóng chảo, cho dầu ăn vào. Dầu đã nóng, mình phi thơm tỏi băm, gừng băm và hành băm. Mình cho nguyên liệu tạo hương vào xào cho thơm. Sả, hoa hồi, quế. Tiếp theo mình cho thịt bò vào mình đảo. Đảo khoảng 3 phút mình sẽ cho gia vị vào, rượu mai quế lộ, mì chính, hạt nêm, đường, cà chua xay. Tiếp theo mình sẽ cho nước sôi vào, nước mắm. Lúc nãy mình quên giới thiệu dầu điều, mình cho một chút dầu điều vào đây các bạn nhé. Khi đã nấu trong chảo đầy đủ gia vị, sẽ chuyển qua một cái nồi áp suất như thế này để mình nầm các bạn nhé. Nồi áp suất thì nó sẽ đỡ tốn ga hơn là một, thứ hai là thịt nó sẽ mềm và ngon hơn. Mình đã hầm được 10 phút, bây giờ mình mở bung ra mình cho khoai vào các bạn nhé.
Bây giờ mình sẽ vớt cái xả này ra bỏ đi các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ xuống bột năng thành món ăn. Mình dùng bột năng hòa tan nước lạnh, các bạn tuyệt đối không dùng bột năng với nước nóng nhá. Dùng bột năng với nước nóng nó sẽ bết lại. Mình hòa thật tan ở dưới cái đáy bát. Mình sẽ rưới từ từ. Mình cảm thấy cái độ sánh của nó không ý thì mình sẽ dừng lại. Và bây giờ mình chỉ việc đun sôi trở lại và mình tắt bếp các bạn nhé. Tiếp theo mình sẽ cho hạt tiêu lên các bạn nhé. Mình sẽ cho một chút hành tây lên đây, một chút hành lá, mùi tàu, mùi ta. Như vậy là mình đã chia sẻ trong cái công thức bò sốt vang, khẩu vị chung của miền Bắc. Ăn kèm với cái món sốt vang này thì chúng ta sẽ ăn cùng với bánh mì. Video của mình đến đây cũng xin phép được khép lại. Hy vọng quý vị và các bạn thực hiện thành công với cái món bò sốt vang này. Nếu quý vị và các bạn mà thấy video của mình hay và ý nghĩa thì hãy cho mình một like. Đừng quên đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất mà kênh của mình thường xuyên cập nhật. Xin kính chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe, luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. À, tới bữa ăn thì mời quý vị và các bạn dùng bữa cùng với gia đình mình.